Quay lên mình hướng dẫn xem đang làm cái chi thế nào. Trời, tôi làm cái gì? Nào. Hướng dẫn chi? Ngóc cái đầu lên cái nào. Không à, hướng dẫn chi? Đấy, còn đẹp hơn không? Đang làm tôm hấn. Ôi, nhìn trông đấy nè. Ngóc cái đầu lên cái nào. Ừ, ngóc. Nhìn đây cái nào. Không. Con nào to với bác hơi, con nào nhỏ thì bé thôi. Trong sông này.